Như anh em đã biết thì hệ thường yếu hơn về cả mặt tấn công và phòng ngự nếu như so sánh với phần còn lại. Độ bao quát không rộng, không xử lý được nhiều kèo, cho nên Pokemon của hệ này xuất hiện rất là ít ở đấu trường đẳng cấp cao. Tuy nhiên thì cũng không thể nói là không có. Trong video trước chúng ta đã nói về những Pokemon khá tệ của hệ thường. Không hẳn là có ý nói chúng hoàn toàn vô dụng hay gì, chỉ là trong tất cả những khía cạnh mà chúng thể hiện, luôn có nhiều Pokemon khác làm tốt hơn chúng. Vậy thì trong video này chúng ta sẽ cùng đảo qua và nói về những Pokemon sáng giá thôi nhé. Giới hạn duy nhất của danh sách này chỉ là không bao gồm những Pokemon huyền ảo và huyền thoại bị hạn chế thi đấu mà thôi. Còn những cái con huyền thoại không bị hạn chế thì vẫn có thể xuất hiện như bình thường. Pidgeot là dạng tiến hóa cuối cùng của Pidgey, là cái con chim cơ bản nhất mà người ta gặp ở đường 1 của vùng Kanto, nên không lấy làm lạ khi nó thuộc hạng rất yếu. Bản Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire mang đến cho nó một dạng tiến hóa Mega, và mặc dù Mega Pidgeot là một trong những dạng Mega yếu nhất, thì bản thân nó vẫn ở một đẳng cấp cao hơn hầu hết những Pokemon hệ thường còn lại. Những Pokemon hệ bay mà chuyên về tấn công đặc biệt thì đều gặp một vấn đề chung, đó là không có chiêu hệ bay nào đủ mạnh. Nhưng nhờ có đặc tính No Guard, cho phép tất cả các đợt tấn công đánh ra và nhận vào đều luôn luôn trúng, cho nên Mega Pidgeot có thể dùng Hurricane mà không cần đến trời mưa. Cùng với tốc độ và tấn công đặc biệt rất cao, lượng sát thương đầu ra của nó là rất đáng sợ. Tuy nhiên thì đấy là tất cả những gì mà Mega Pidgeot có. Hệ thống chiêu thức của nó chỉ còn mỗi chiêu Heat Wave để đối phó với hệ thép và băng, ngoài ra thì hoàn toàn bất lực trước các Pokemon điện và đặc biệt là đá. Bởi vì đặc tính No Guard cho phép tất cả các chiêu thức của hệ đá vốn không bao giờ chính xác 100%, này có thể nhắm mắt mà vẫn ném trúng con Mega Pidgeot. Tổng kết lại thì Pokemon này hầu như chỉ có một chiêu trò để chiến đấu, nhưng một cái trò mà nó làm vẫn rất là mạnh nếu như so với mặt bằng chung của hệ thường, cho nên Mega Pidgeot vẫn giành được một vị trí trong danh sách này. Staraptor, tên tiếng Nhật là Mukuhoku, là Pokemon chim bản địa của vùng Sinnoh. Nếu so sánh trực tiếp với con Mega Pidgeot vừa nãy, chúng ta có thể thấy chỉ số của Staraptor thấp hơn ở mọi khía cạnh. Thế nhưng tại sao tôi lại xếp Staraptor cao hơn? Đấy là bởi vì Staraptor có thể xử lý được nhiều đối thủ hơn. Chỉ với một chiêu Close Combat, nó đã có thể đe dọa được 3 khắc tinh là hệ đá, hệ thép và hệ băng. Khả năng tấn công và tốc độ của Staraptor tuy có thấp hơn Mega Pidgeot nhưng vẫn thuộc hàng rất cao. Nó có hai đặc tính dành cho hai lối chơi khác nhau và cả hai đều cực kỳ hữu dụng. Reckless sẽ tăng thêm 20% sát thương cho hai chiêu mạnh nhất của nó là Brave Bird và Double Edge. Còn Intimidate thì đã quá nổi tiếng, giảm công của đối thủ, phục vụ cho lối chơi an toàn hơn. Tất nhiên Staraptor vẫn còn những điểm yếu nhức nhối. Việc sợ Shellrock và thường xuyên phải nhận sát thương phản lại từ đợt tấn công của chính mình khiến cho việc loại bỏ Pokemon này là cực kỳ dễ dàng. Ừ thì nó cũng có Roost để phục hồi, nhưng mà vì cái thủ cơ bản quá yếu và thường không được đầu tư củng cố, cho nên cũng không có nhiều cơ hội để dùng chiêu này. Dù sao đi nữa thì Staraptor có lẽ vẫn là Pokemon hệ thường và bay mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tuy là cùng thuộc một dòng tiến hóa, nhưng mà Porygon 2 và Porygon Z có lối chơi hoàn toàn riêng biệt và thường đảm nhiệm vai trò khác nhau trong chiến đấu. Porygon Z có tiềm năng sát thương lớn, còn Porygon 2 thiên về phòng ngự nhờ tận dụng được trang bị Eviolite. Pokemon 2 là một Pokemon dựng Trick Room có phòng thủ khá là chắc chắn. Mặc dù kế hệ của nó không kháng được tốt như con Dusclops, nhưng nó có chiêu phục hồi tốt hơn là Recover, có khả năng đưa đồ nội ra sân với Teleport và khả năng tấn công đặc biệt cũng không thuộc dạng vừa, với Ice Beam là chiêu tốt nhất để sử dụng theo ý kiến cá nhân của tôi. Ngoài ra thì Thunderbolt và Tri Attack cũng là một sự lựa chọn không tồi. Cũng giống như tất cả các Pokemon sử dụng Eviolite khác thì Trick và Knock Off là khắc tinh của Porygon 2. Porygon Z đánh đổi 20 điểm ở mỗi phòng thủ cơ bản để tăng thêm 30 tấn công đặc biệt và giá trị hơn cả là 30 tốc độ. Giờ đây có thêm đặc tính Adaptability, tăng sát thương cho những chiêu thức cùng hệ, khiến cho những đòn Tri Attack của nó thực sự khiếp đảm. Porygon Z cũng không nhất thiết phải giữ cái hệ thường yếu đuối mà có thể đổi sang hệ khác nhờ chiêu độc quyền Conversion, để nó có thể khắc chế được các hệ khác tốt hơn và cũng sở hữu khả năng kháng tốt hơn. Hồi Gen 7 được hỗ trợ bởi Nomolium Z, chiêu Z Conversion còn tăng một bậc cho tất cả chỉ số kèm theo tác dụng vốn có. Chiêu setup thần thánh này đòi hỏi Porygon Z phải hy sinh một slot trang bị và cũng chỉ dùng được có một lần. Nhưng mà hey, Volcarona cũng chỉ cần Quiver Dance một lần là quá đủ rồi.
Lên đến Gen 8 thì cái khả năng setup thần thánh này tạm thời là không còn nữa. Nó chỉ còn có thể dùng Nasty Plot nhưng mà thường rất ít cơ hội để làm như vậy. Chức năng Dynamax của bản này kết hợp rất là tốt với Adaptability, nhưng mà nói chung là tốt với hầu như tất cả các Pokemon, cho nên tạm thời thì Porygon Z không được đánh giá tốt bằng hồi Gen 7. Có lẽ nhiều người sẽ không đồng tình với tôi trong quan điểm này, nhưng hãy nhìn xem cục diện đã thay đổi đến mức nào. Chỉ mới một thế hệ trước, Regigigas vẫn được coi là một Pokemon huyền thoại vô dụng nhất, nếu không muốn nói là một trong những Pokemon dở tệ nhất nói chung. Tất cả là nhờ có đặc tính Slow Start kìm hãm sức mạnh khổng lồ của nó. Anh em biết một cái sức mạnh được coi là dở tệ khi mà Pokemon thà không có đặc tính gì còn hơn. Và đến Gen 8, cơ hội rũ bỏ gánh nặng đã đến với sự góp mặt của Weezing. Đặc tính mới của Weezing là Neutralizing Gas, vô hiệu hóa tất cả các đặc tính của Pokemon khác trên sàn đấu. Vậy là không những Regigigas không còn bị kìm hãm sức mạnh bởi Slow Start, mà những Pokemon khác của đối thủ cũng buộc phải từ bỏ đặc tính có lợi của chúng. Trong một trận đấu mà chỉ số là hình thức duy nhất để so sánh sức mạnh thì Regigigas có thể lực và sức tấn công ngang bằng với cả những Pokemon bị giới hạn. Dĩ nhiên, chiến thuật này bị phụ thuộc và dĩ nhiên là Regigigas và cả Weezing chỉ có thể dùng được trong đấu đôi. Nhưng sự thật, một Pokemon đã từng được coi là tệ hại đến năm nay đã bắt đầu được sử dụng trong thi đấu chuyên nghiệp, chứng tỏ sức mạnh tiềm ẩn của Regigigas lớn đến mức nào. Điều tương tự cũng có thể áp dụng với Slaking, nhưng cho đến giờ Slaking vẫn chưa góp mặt ở Gen 8. Có lẽ nhanh nhất chúng ta sẽ phải đợi đến cuối tháng 11 với sự bổ sung của Brilliant Diamond và Shining Pearl. Tuy mới ra mắt vào thế hệ gần đây nhất, nhưng Indeedee, tên tiếng Nhật là Yesan, đã khẳng định được vị trí của nó trong hàng ngũ support. Với việc tự động tạo môi trường siêu linh và vô hiệu hóa hết tất cả những chiêu thức ưu tiên có thể đe dọa đội hình như là Fake Out, Sucker Punch và bất kỳ chiêu hỗ trợ nào của những Pokemon có đặc tính Prankster. Môi trường này cộng với Follow Me có thể bảo vệ an toàn cho những Pokemon chủ lực có thể thoải mái lộng hành. Vì thế con Indeedee cái là một trong những Pokemon hút chiêu tốt nhất hiện tại, mặc dù cái khả năng chịu đòn của nó kém hơn rất nhiều nếu như so với Abungus hay là Togekiss. Con đực thì không phổ biến bằng vì không có Follow Me mà thường đi theo mảng sát thương. Nhưng việc nó có thêm 10 điểm tốc độ và thường xuyên phải đầu tư EV vào đây để có thể càn quét khiến cho nó nhanh hơn Rillaboom mà chúng ta có thể thấy con này ở khắp mọi nơi. Cho nên nếu hai con này cùng tiên phong thì đặc tính của con khỉ sẽ kích hoạt sau và đè môi trường siêu linh bằng môi trường cỏ, cắt đến 3/4 tiềm năng sát thương của chiêu Expanding Force, đa số trường hợp là sẽ buộc con Indeedee phải rút về. Con cái thì không gặp cái vấn đề này bởi vì những chiêu hỗ trợ mà nó hay dùng là Helping Hand và Follow Me thì vốn đã được ưu tiên rồi, cho nên không cần phải đầu tư nhiều vào tốc độ. Cho nên cái vị trí thứ 5 này thực chất là dành cho con Indeedee cái. Con này thì chắc là không còn ai xa lạ nữa. Snorlax, tên tiếng Nhật là Cabigon, đã thống trị tất cả các đấu trường từ hồi Gen 1, bên cạnh một Pokemon khác cũng hệ thường là Tauros. Nhưng qua thời gian thì sự chênh lệch sức mạnh của mỗi bản đã không ưu ái cho Tauros một tí nào, khiến cho con trâu hiện tại rất là khó để phát huy sức mạnh. Snorlax cũng là một nạn nhân, nhưng mà nhẹ hơn. Snorlax nổi tiếng với thân hình to béo, thể lực và phòng thủ đặc biệt rất cao, cộng thêm đặc tính thích phép giúp cho nó đứng vững trước hầu hết mọi đối thủ và thoải mái setup công thủ bằng Curse. Nó không quan tâm đến việc chiêu này giảm tốc độ bởi vì bản thân nó đã chậm lắm rồi. Và nếu như đem Snorlax thả vào Trick Room thì hiển nhiên nó sẽ trở thành một thế lực còn nguy hiểm hơn nữa. Thậm chí Snorlax còn đủ trâu để an toàn dùng Belly Drum. Trong chiến thuật này thì đặc tính Gluttony sẽ là sự lựa chọn tốt hơn để nó có thể hồi máu bằng Belly ngay sau khi setup thành công. Điểm hơi thiệt của Snorlax mà có lẽ cũng là vì cân bằng game đó là những phương pháp phục hồi của nó đều không phải là những phương án tốt nhất. Nó chỉ có thể lựa chọn giữa Rest khiến cho nó phải ngủ 2 lượt hoặc là Recycle để phục hồi Belly mà chỉ có thể phục hồi được 1/3 tổng sinh lực thôi. Ngoài ra khi Gigantamax, chiêu G-Max Replenish của nó cũng có khả năng phục hồi Berry sau khi gây một lượng sát thương lớn. Lopunny hay còn được biết đến trong tiếng Nhật là Mimilop, chắc chắn sẽ nằm trong cái danh sách những Pokemon vô dụng nhất nếu không phải là vì nó có khả năng tiến hóa Mega. Và trái ngược thay, dạng Mega của nó lại rất mạnh. Con Pokemon này khá là đơn giản và dễ hiểu, nó đánh rất nhanh và đánh rất đau. Không nhiều đối thủ có thể sống sót được sau một đòn Fake Out phủ đầu tiếp nối bằng hai trong kích. Cả những Pokemon hệ ma cũng không phải là ngoại lệ nhờ có đặc tính Scrappy.
Và do đó, chỉ với những chiêu thức hệ thường và giác đấu thì Lock Bunny đã có thể phủ sóng được toàn bộ các hệ mà không có một Pokemon nào có thể kháng được cả hai. Đối với chiến thuật phòng thủ câu giờ thì Mega Lock Bunny có thể dùng Encore để phá, và đấy là tất cả những gì có thể nói về Pokemon này. Điểm vượt trội của nó đến hoàn toàn từ sức mạnh thuần túy chứ không phải từ chiến thuật gì, cho nên cũng không quá nhiều thứ để phân tích. Nó quá đơn giản và dễ hiểu nên cũng không bất ngờ trước việc đối thủ hoàn toàn có thể bắt bài Pokemon này. Đây là cái gia đình mà tôi đã nói rất nhiều trong video của mình, và phải nói là trong khoảng thời gian khá ngắn. Nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng mà tôi đề cập đến nó trong ít nhất là vài tháng tới. Ok, thì chúng ta đều đã biết, Chansey và Blissey trâu bò có tiếng. Ngay cả với cái thủ vật lý siêu yếu thì lượng thể lực của nó đơn giản là quá trâu, đến mức kể cả những Pokemon giác đấu chuyên vật lý cũng phải là những con rất khỏe, hoặc là đã qua 1-2 lần setup mình có thể kết liễu nó trong một đòn. Và nếu không hạ được nó trong một đòn thì chắc chắn là sẽ vỡ đầu với chiêu counter. Còn nếu đối thủ chuyên về mảng đặc biệt thì khả năng cao là sẽ bất lực trước Pokemon này. Cột máu khổng lồ của Chansey và Blissey đồng nghĩa với việc những chiêu phục hồi của nó cũng khổng lồ theo. Đáng tiếc là trong thi đấu, một con Chansey hoặc Blissey có chiêu Wish được coi là không hợp lệ. Nếu không thì chiêu này mà combo với Teleport có thể đưa một đồng đội lên sân an toàn, đồng thời đưa chúng từ hấp hối lên đầy máu. Đơn giản có thể nhìn một Pokemon đỡ trâu hơn một tí là con Clefable có thể thực hiện được combo này là đã có thể thấy nó tởm đến mức nào. Tôi không biết sau này nhà sản xuất có ý định cho Chansey học lại chiêu Wish hay không, và nếu có thì tôi vẫn phải tự hỏi rằng họ đã nghĩ cái gì khi mà tạo ra một con quái vật như vậy. Alright, vị trí số 1 là dành cho Mega Kangaskhan. Đây cũng là một Pokemon mà tôi đã nói rất nhiều trong các video trước, và đều là vì việc con Pokemon này có bộ chỉ số chắc chắn hoàn hảo đến mức nào và cái đặc tính độc quyền của nó là Parental Bond lợi hại ra sao. Thực tế thì thời kỳ mà Mega Kangaskhan tỏa sáng mạnh nhất là từ Gen 6, cách đây cũng khá lâu rồi, và Gen 7 nó đã bị nerf. Parental Bond vốn sẽ lặp lại tất cả các chiêu thức với một nửa sức mạnh thì bị giảm chỉ còn 1/4. Điều này không ảnh hưởng nhiều lắm bởi vì chủ yếu cái đặc tính này là để tận dụng cái hiệu ứng lặp lại của các chiêu thức, và đây cũng chưa phải là cái nerf duy nhất. Chủ yếu cái lý do mà nó được dùng ít hơn ở Gen 7 là vì chiêu Power Up Punch vào thời điểm đó không phải là một TM, cho nên Kangaskhan không có cách nào để học được. Đây là một chiêu rất quan trọng và cũng phải nói là khá mất cân bằng nếu như Mega Kangaskhan sử dụng. Bởi vì nếu như cả hai mẹ con cùng đấm thì chiêu này sẽ tăng đến 2 bậc tấn công ngang với một lần xuất Dance trong khi vẫn gây sát thương. Nhưng ngay cả với những cú nerf đó thì Mega Kangaskhan vẫn chứng tỏ nó quá mạnh so với mặt bằng chung, nhất là so với những Pokemon hệ thường còn lại. Nó vẫn còn rất nhiều công cụ khác để bắt nạt đối phương, chẳng hạn như là Fake Out vẫn sẽ có một cục máu rất to phủ đầu. Mudslap sẽ giảm độ chính xác đến tận 2 lần và khiến cho đối phương hầu như không thể chạm vào nó. Body Slam là chiêu thức tấn công cùng hệ rất mạnh mà có đến 51% khả năng gây tê liệt. Và đặc biệt phát đánh thứ hai của Seismitos còn không bị yếu đi, cho nên ở level 100 chiêu đấy sẽ luôn luôn gây tổng cộng 200 sát thương lên bất kỳ đối thủ nào. Lên đến Gen 8, tuy tiến hóa Mega vẫn chưa góp mặt, nhưng tin vui là TM của Power Up Punch đã quay trở lại. Có lẽ chúng ta sẽ phải đợi đến tận cuối thế hệ này để xem con Mega Kangaskhan sẽ thể hiện tốt đến đâu. Nhưng mà ít nhất cho đến hiện tại thì không có Pokemon hệ thường nào có thể làm được những điều nó làm tốt như nó làm. Và đó là 10 Pokemon tốt nhất của hệ thường theo quan điểm cá nhân của tôi. Nếu anh em đồng ý thì có thể đồng ý, mà nếu không đồng ý thì cứ thoải mái đi nhá. Bởi vì mỗi người có một cách nhìn về sức mạnh khác nhau và mỗi người có một cách khai thác sức mạnh đó khác nhau. Chẳng có gì là sai nếu như anh em thích một Pokemon nào đó hơn người khác và vui vẻ sử dụng chúng mà không quan tâm đến metagame nói gì. Vì vui vẻ mới là lý do mà chúng ta chơi game, phải không? Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này. Tôi sẽ còn tiếp tục với rất nhiều video nữa đang chờ.